Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, vừa qua tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã ra mắt sản phẩm du lịch Đường Hạnh Phúc, con đường máu và hoa có chiều dài hơn 180 km nối từ thành phố Hà Giang qua các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Việc thi công Đường Hạnh Phúc vào những năm 50-60 của thế kỷ trước được thực hiện hoàn toàn bằng sức người và là công trình huyền thoại, là khúc tráng ca trong lịch sử ngành giao thông. Việc ra mắt sản phẩm du lịch Đường Hạnh Phúc, con đường máu và hoa nhằm giới thiệu trải nghiệm mới để thu hút du khách, góp phần tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh du lịch đặc trưng của công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Đồng thời, tri ân, ngợi ca tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của các thế hệ trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Hà Giang nói chung và mở đường hạnh phúc nói riêng. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, thời gian qua, Công ty Điện lực Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, cung cấp các dịch vụ qua kênh gián tiếp, qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh chiến dịch cài đặt app chăm sóc khách hàng. Đến nay, công ty đã hoàn thành việc lắp đặt 100% công tơ điện tử đo xa cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Việc hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử đo từ xa giúp cho hộ sử dụng điện giám sát được sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng. Từ đó có kế hoạch sử dụng các thiết bị điện hợp lý, tiết kiệm, tránh quá tải. Thưa quý vị, với đội ngũ đông đảo và ngày càng lớn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ở Tuyên Quang đã và đang có những đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt thời gian qua, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực vượt khó, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Mỗi ngày, công ty này sản xuất ra khoảng 300.000 viên gạch. So với làm thủ công, để có được số sản phẩm này, phải cần tới cả trăm người. Nhưng nhờ sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, nay chỉ cần khoảng 60 người. Việc ứng dụng nền tảng công nghệ số để quản lý, điều hành cũng được chú trọng, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, nguồn nhân lực và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Điều này đã góp phần giúp đơn vị vượt khó, giữ ổn định các vị trí việc làm cho người lao động, ngay cả ở thời điểm khó khăn như vừa qua. Nhà máy của chúng tôi là áp dụng một cái công nghệ mới nhất, hiện đại, của công nghệ về nung đốt gạch bây giờ hiện tại đấy, sản lượng và chất lượng đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng, nên là quỹ lương của các anh em sản xuất trực tiếp sẽ cao hơn. Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân ở Tuyên Quang đã nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thích ứng một cách linh hoạt, đồng lòng cùng chính quyền địa phương khôi phục phát triển kinh tế. Hiện toàn tỉnh có trên 2.300 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký kinh doanh trên 25.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 9 tháng qua, đã có 211 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là trên 2.000 tỷ đồng, tăng 7% về số doanh nghiệp, số vốn đăng ký tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện và nâng cao. Các doanh nghiệp phấn đấu làm sao là đầu tư công nghệ mới, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, làm đổi mới về cái phương thức quản lý, áp dụng về công nghệ chuyển đổi số để làm sao là các doanh nghiệp cũng có cái đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên địa bàn cả nước. Bằng ý chí tự lực tự cường, các doanh nhân của quê hương cách mạng đã và đang vượt qua những khó khăn, thách thức, thực sự là đội ngũ tiên phong, nòng cốt, chủ lực đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, góp phần tăng ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.